Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình có về được một em Bradling. Và em Bradling này thì cũng khá là đẹp và phù hợp với anh em nào mà thích một chiếc đồng hồ thể thao. Mình sẽ cùng mở ra và trên tay cho anh em xem. Đây là một chiếc Bradling full box qua sử dụng. Anh em lưu ý là xem video thì mình đã nói là qua sử dụng nhé. Thì anh em, rất nhiều anh em xem video xong vẫn hỏi mình lại là đồng hồ mới hay đồng hồ qua sử dụng. Chiếc này của mình sẽ có ở đây là thẻ cũng như là giấy tờ đầy đủ, khá là chặt anh em ạ. Mình sẽ cùng bỏ ra cho anh em xem. Đây là cái thẻ điện tử của Bradling. Chiếc này của mình là một chiếc Bradling Avenger 2 GMT, và nó sẽ có cái mã là A323911-A809 và được mua tại đại lý của Bradling ở Sogo Chiba, Nhật Bản. Chiếc này có ngày mua là mùng 9 tháng 7 năm 2017 và có 2 năm bảo hành toàn cầu. Đó. Đã hết bảo hành, khi anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành 2 năm cho anh em. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn những giấy tờ khác như kiểu là sách hướng dẫn sử dụng này, giấy COSC các kiểu này, đầy đủ ở đây. Đó, và các bạn có thể thấy ngay cái mã là COSC ở đây. 2974623, trùng luôn. Đây là giấy chuẩn của nó. Mình sẽ cùng trên tay cho anh em xem. Hộp phía trong của chúng ta thì như thường lệ của Bradling thì bây giờ họ làm đó là một cái hộp travel case. Với hộp travel case này của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái hộp rất là đẹp bằng da bò. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ Bradling Avenger. Cái này đọc chuẩn tên của nó là Bradling này, Aeromarine Avenger 2 GMT. Và nó sẽ có mặt đều là mặt mặt móc, tức là mặt mother pearl các bạn nhé. Đó. Vì đây là một chiếc sử dụng cái niềng GMT cho nên các bạn có thể xoay được hai chiều. Nó khác với cái niềng xoay tính giờ lặn. Niềng này của chúng ta thì sẽ là có đầy đủ là 24 nấc để cho anh em quay. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với cái size khá là đẹp. Size của hãng ghi là 43mm, nhưng thực chất thì khi mà chúng ta lên tay thì nó sẽ mỏng nhỏ hơn rất là nhiều. Chiếc này chỉ tương đương size 42mm của thương hiệu khác mà các bạn đeo thôi. Đó, các bạn có thể thấy là khi lên tay này nó hoàn toàn rất là vừa vặn. Và dòng sản phẩm này thì có độ mỏng khá là vừa, với cái độ mỏng loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 12-13mm. Và khi các bạn đeo thì cái phần thân dưới của nó thì sẽ ôm chặt xuống thân như này, khiến cho chúng ta thấy nó sẽ càng mỏng hơn. Chiếc này sử dụng một cái mặt dial là mother pearl, tức là mặt mặt chai của chúng ta. Với cái mặt chai này thì chúng ta sẽ có một cái mặt chai trắng vân mây rất là đẹp. Núm của chúng ta là núm screw down. Dĩ nhiên rồi, với cái núm screw down này thì các bạn sẽ sử dụng rất là tốt và dễ. Mình sẽ để là khoảng 10 giờ sáng cho anh em xem. Anh em có thể thấy là cái kim GMT nó đang chỉ theo cái vòng 24 giờ phía ngoài. Hoặc là các bạn có thể xem ở cái vòng trong này là 24 này, 246 này. Với vòng này khi chúng ta để 10 giờ này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là 10 giờ dưới này. Đó, và chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh những cái kim đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó là một cái ô lịch ở góc 3 giờ. Với ô lịch này thì chúng ta sẽ có cái nền màu trắng. Và ở dưới này thì các bạn sẽ thấy một dòng chữ là Special Edition, và độ chống nước là 300m. Với cái chuẩn chronometer là COSC của chiếc này thì chiếc này sẽ có độ chính xác loanh quanh đâu đấy vào khoảng dưới 5 giây một ngày. Đó. Kim cọc của chúng ta thì có rất như là nhiều lum, thì mình sẽ cùng chiếu cho anh em xem. Đó. Anh em có thể thấy là kim cọc ở đây rất là sáng. Và nó sử dụng là Lumi Supernova cho nên các bạn thấy là nó sẽ sáng này. Và kim cọc này của chúng ta thì sẽ có màu xanh lá các bạn nhé. Với màu xanh lá này sẽ rất là sáng trong những cái khu vực thiếu sáng. Cái niềng benzen ở phía ngoài thì như thường lệ của Bradling được thiết kế với 4 cái chấu tại 4 góc. Và niềng này thì sẽ được đánh phay xước. Còn toàn bộ phần thân của chúng ta thì sẽ được đánh ở đây như các bạn thấy đó là bóng. Và ở phía sau này thì chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin, như là cái đầu mã sản phẩm của nó là A32390. Và chúng ta sẽ có cái serial number của nó ở phía dưới này, giống như là trên thẻ. Đó. Chiếc này thì sẽ có độ chống nước là 300m, và với 300m thì các bạn có thể bơi lội lặn thoải mái. Và chúng ta sẽ có núm skill down ở đây. Đó. Một chiếc Bradling Avenger 2 GMT này thì có giá hãng cũng khá là cao, loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 5.900.
Thì với cái mức giá đó thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 160 mấy triệu để chúng ta mua. Tuy nhiên với chiếc Avenger này thì bên mình sẽ có một cái mức giá khá là tốt để anh em chơi. Đấy, hiện tại thì mức giá để sở hữu một chiếc Breitling Avenger này thì nó vào khoảng tầm 69 triệu 500. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về một chiếc Avenger mà có full bắp như vậy thì có thể liên hệ bên mình. Sản phẩm được bảo hành 2 năm tại ICS. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.